Xin chào tất cả quý vị, thì ngày hôm nay Thắng có quay trở lại gặp là năm mẹ con của Jimmy, người phụ nữ mà bị nhà chồng xua đuổi. Thì ngày hôm nay thì chị cũng đã thực hiện được cái ước mơ của mình, đó là mở cái tiệm hủ tiếu nho nhỏ để có thể là kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thì cũng rất là cảm ơn những cô chú mạnh thường quân trong và ngoài nước trong thời gian vừa qua cũng đã ủng hộ và tạo cơ hội cho chị để chị thực hiện được cái ước mơ này. Thì chị thì dậy từ 3 giờ sáng để nấu cũng như là làm đồ ăn. Đấy, bây giờ thì cũng đã gần 9 giờ sáng rồi, thì má nó cũng gần hết rồi mọi người ạ. Cũng chỉ còn một chút như thế này thôi. Thì cũng rất là may mắn, thì khi mà với trò chuyện với chị thì chị nói rằng là mới mở được 2 ngày nhưng mà bà con cũng ủng hộ, và người thì ngồi đây ăn, người thì mua mang về. Cho nên là cũng khá là được. Còn như là ngày nào thì cũng có khách cả. Đó. Đây là cái chỗ mà chủ nhà của Jimmy thuê. Thì cô có cho Jimmy mượn cái mặt bằng này, không lấy tiền, hỗ trợ hết mức luôn, để chị có thể là thoải mái buôn bán ở chỗ này. Đường xá thì cũng khá là rộng mọi người ạ, nên là em thấy ở đây thì người dân cũng đông đúc. Đó. Còn bên trong này là cái dãy trọ của chị này, dãy trọ ở trong này. Rồi sáng giờ là bán cũng gần hết rồi. Cái này là bún riêu đúng không? Đúng rồi, bún riêu á. Vâng. Chị chỉ bán bún riêu thôi hả? Ừ, bán bún riêu xong rồi để từ từ kiếm bán nước nữa. Vâng. Mua nước bán. À đúng rồi, bán thêm nước đúng không? Ừ. Cũng được. Rồi bây giờ chị cho em hỏi là mình bán như này thì người ta thường thường là có ngồi đây nhiều không? Có, hay là đa phần là mua về? Nhiều, ngồi nhiều mà mua cũng nhiều đi về. Người ta sợ dịch nè, người ta mua về nhiều. Vâng. Rồi mấy đứa bé đâu hết rồi chị? Đang ngủ, gửi bên ngoài cho ngủ. Vẫn chưa đứa nào dậy hả? Chưa, có con bé lớn dậy rồi, nhờ sưng hai chị em nó sưng nú răng rồi. Mặt chị nào chị nấy sưng rồi. Hôm nay qua thì Jimmy chị chiêu đãi một tô bún riêu đây. Ăn tô bún riêu xem ngon không? Đấy. Có khách vô ăn rồi. Sao mà nhăn đang đau răng hay sao vậy? Đau nướng. Đang mọc răng đúng không? Không phải đau, đau nướng sưng lên. Rồi có mua thuốc uống chưa? Chưa, chút mua hả, chở đi mua. Các xe vào, ăn đi, chút đi mua thuốc uống. Ở đây là cái phần bún riêu này, có chả này, giò, rồi có bì. Bán này là mấy nhóc là phải để cho bà trông, còn để ở nhà chứ nó mang ra thì nó quậy lắm. Quậy là phá lắm. Nên là cho nó ở trong nhà cho nó ngủ. Hôm nay chứ không có điện thoại mới à? Hả? Hôm nay chứ không có điện thoại mới à? Đâu điện thoại mới, đâu cũ mà. Đáng giá bình chân à. Mới bán đúng không vậy? Rồi cô mới qua hả? Qua xe thì ta sáng phụ đồ cũng đó. Dạ. Về rồi đấy. Giờ tắm rửa cho ăn rồi tắm rửa cho mẹ lắc lại cho mẹ nó bú rồi đi về cho nó ngủ. Dạ. Hello. Nhớ chú là ai không? Ừ. Cười nào. Cười đi.
Nhi ơi, cho cách chơi với nhau rồi. Cười rồi. Tối là cô cũng 3 giờ sáng dậy phụ luôn hả? Rồi. Ơi, là mình nấu là nấu ở đâu? Nấu đây. Nấu tại đây luôn. À. Vừa nãy xong cái mình lấy dọn dẹp cái dẹp vô kia. Vâng. Ờ, nấu tại đây luôn. Rồi ngày đầu rồi thịt thà thì mình làm trong này hả? Thịt thà làm trong cái nhà nhà nước trong kia. Vâng. Cái này thì ở đây chỉ bán bao nhiêu tiền một tô? 20.000 à. 20.000 một tô hả? Người ta nói sao bán rẻ nữa đó. Hả? Người ta nói sao bán rẻ nữa đó. Ờ. Tại thì bán bình dân đi. Bình dân cho người ta ăn cho nó no, tàu công nhân không. Vâng. Vâng, mình cứ bán thế đó được từ. Có mới 2 ngày à. Trời mưa lâm châm trời hết hồng. Dạ, chào cô ạ. Dạ, vâng, đây là cô chủ nhà của gia đình chị My đây. Ngày hôm bữa thì cô có ngỏ ý là muốn hỗ trợ chị My cho mượn cái mặt bằng này. Vâng, thì cô ấy, thì hôm nay chị My cũng đã thực hiện được cái ước mơ cũng như là cái gợi ý của cô đó. Thì cô cảm thấy như thế nào ạ? Cô rất là vui đó. Vâng. Nói chung mà cô thì hôm nay là cô cũng để cô nói thật lòng với con là hôm nay cô cũng có lên cái kênh của con, cô cũng có theo dõi thì cô cũng có đọc bình luận, cô thấy có một số bà con nói như thế này thế khác, thì thật sự là thật hư như thế nào thì cô không có biết, tại vì My mới lại đây ở đây là hơn tháng nay ở nhà cô, thì cô thấy hoàn cảnh mẹ con nó tội nghiệp, mà cái nguyện vọng của cô ấy, thì cô cũng muốn cho cháu nó có một số vốn nhỏ để nó buôn bán này đó. Yeah. Cô cho nó cái mặt bằng này cũng sạch sẽ lắm này nha, cô quay thử coi cũng sạch sẽ lắm đó. Yeah. Thì nói chung là buôn bán nhỏ thì cũng vẫn được, thì bữa nay mà hầu trước kia nó như thế nào không biết, nhưng mà cô cũng mong rằng là Mạnh Thường Quân bà con mình á, cũng thông cảm cho cái hoàn cảnh của nó đi, một mẹ mà nuôi 4-5 đứa con như vậy á, thì nó rất là khổ, mình đây có hai đứa mình nuôi còn không nổi, nói chi là nó tới 4-5 đứa mà không nghề nghiệp, không tiền bạc, không nhà cửa. Yeah. Thì thôi coi như là con người ai cũng có cái sai lầm, ai cũng có cái lỗi, thì thôi mình cứ mình hỷ xả, mình hoan hỷ, mình bỏ qua cái lỗi của nó đi, và bà con giúp giùm nó có cái một cái cuộc sống ổn định. Còn nếu sau này mà nó sai phạm nữa thì cái đấy là cái lỗi nó ráng nó chịu. Còn bây giờ thôi cỡ như hỷ xả đi. Nhưng mà riêng cô thì cô thấy mà bà con cho nó được tiền mà có nó nuôi con nè, rồi có nó buôn bán nè, cô vui lắm, thật sự cô rất vui. Mà nó cũng rất là, cô không biết là nó ở mấy chỗ khác sao cô không biết, nhưng mà nó lại chỗ cô thì từ bữa giờ có tiền thì nó cũng trả tiền phòng được sòng phẳng. Rồi. Thì nói chung là cũng sòng phẳng, thì bây giờ nó có tiền thì nó đưa thì cô lấy. Yeah. Còn nếu mà sau này mà nó khổ thì cô cũng vẫn giúp nó, nhưng mà tạo cho nó một cái điều kiện để nó làm ăn thôi, chứ mình cũng không thể giúp suốt đời. Vâng. Hiểu không? Cũng không thể giúp suốt đời. Yeah. Thì nói chung là cô cũng thay mặt gia đình cô cũng cảm ơn bà con các mạnh thường quân rất là nhiều giúp cho mẹ con nó như vậy, là cô cũng thấy cô vui. Vâng. Lắm rồi. Chắc là cô cũng biết rằng là cái cơ hội đến với chị My nó không phải là đơn giản, đúng không cô? Đúng rồi. Thứ nhất là cũng may mắn là được các cô chú yêu quý này, và đặc biệt là được cô cũng hỗ trợ hết mức cho mướn mặt bằng này kia, và mình tạo điều kiện cho. Đó thì không biết là qua thời gian vừa qua cô có góp ý đôi lời gì với chị My không ạ, để mình có thể là trân trọng với cái có. Con hỏi My coi, cô cũng khuyên nó nói nhiều. Thật sự là khi mà cô đọc những cái comment của bà con, có nói chung là có hai chiều, thường mạng xã hội thường là hai chiều, còn thật hư như thế nào thì cô không có tìm hiểu kỹ, tại vì cái bản tính của cô là con người ai cũng có sai lầm, ai cũng có lỗi hết, nhưng mà khi mà người ta đã biết quay đầu thì mình nên cho người ta cơ hội đó. Thì ý của cô là cô nói chung chung như vậy, chứ còn còn My trước đây nó như thế nào thì cô không rành, cô không biết, nhưng mà cô chỉ thấy là mẹ con nó rất là tội, nói chung là tội. Thì cô chỉ muốn giúp, và cô không tiền thì cô chỉ giúp và cho nó cái mặt bằng này,
đó, tạo điều kiện để cho nó buôn bán. Còn cái chuyện mà nó làm ăn được hay không rồi đó cũng là một cái duyên của nó, một cái phước của nó mà. Cô thấy không biết nó sống như thế nào, cô biết nhưng thấy bà con cho vậy là thấy nó có phước lắm rồi đó. Chứ không phải dễ gì mà ai mà xin được một cái số tiền lớn như vậy đâu. Thì cô cũng hay khuyên nó là con phải trân trọng. Thì bây giờ bà con người ta giúp mình một lần, nếu mai người ta giúp mình hai lần. Nếu mà một khi mà cho dù trước đây con có sai lỗi như thế nào, nhưng bây giờ người ta vẫn nghĩ xả, người ta giúp con, thì bây giờ con phải biết nắm bắt cái cơ hội và quý trọng, trân trọng cái đồng tiền của bà con để mà lo làm kiếm. Tại vì một cái đời người nó còn dài lắm, mấy đứa con nó còn cần nhiều lắm, nó cần cái sự dạy dỗ nè, nó cần cái cơm để ăn nè, nó cần trường để học nè, nó cần rất nhiều. Cho nên bây giờ phải dạy nó. Cái thứ nhất là gì? Đạo đức. Con nít nó như một tờ giấy trắng, đúng không con? Khi mà mình vẽ màu xanh nó ra màu xanh, vẽ màu đen nó ra màu đen, vẽ màu đỏ nó ra màu đỏ. Thì bây giờ con nên hay hư lỡ con hết đó. Nói chung là cô cũng dạy dỗ nó cũng nhiều. Có những cái thì nó phải tự giật chạy. Còn cái lời cô khuyên này, cô khuyên thôi. Còn nó thì nó tự nó giật chạy. Còn bà con mình thì nói chung là rất là tốt ấy. Nói cô cũng không rõ là cái số tiền nó nhận được bao nhiêu, cô cũng không có chú ý lắm. Nhưng mà chỉ cần thấy nó có tiền nè, nó đóng tiền trọ nè, nó có tiền nó cho con nó ăn nè, có tiền cho con nó uống sữa, và có tiền nó ra nó buôn bán, là cô thấy cô mừng rồi. Cảm ơn bà con rất nhiều rồi. Đó, thì nó là như vậy thôi, chứ cô cũng không biết nói cái gì hơn là rất cảm ơn các mạnh thường quân giúp đỡ cho mẹ con nó. Còn lại thì nó sẽ tự nó tính toán nó làm sao đó để cho con nó có cái để mà ăn lâu dài hơn nữa. Chứ số tiền lớn thì nói là lớn, nhưng mà so với nếu mà một người mà không biết xây sở mà cứ ăn chơi thì nó không mấy bữa là nó hết. Thật sự là như vậy. Cho nên bây giờ còn lại là cái việc đó là nó phải làm như thế nào để cho cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân nó có cái giá trị. Nó có cái giá trị của cái đồng tiền đó. Và nó phải làm sao để nó có, để mà nó nuôi con nó hoài. Đó là do nó là một người mẹ. Nó phải tự nó lo. Chắc là cô cũng qua được, cô ăn ở đấy rồi đúng không? Có ăn. Cô nói chung thì cô á nha, cô nói thật nha, là cô á từ xưa tới giờ là cô không có ăn bột ngọt. Cho nên hàng quán ít khi nào cô ăn có ai cái gì lắm. Thậm chí tụi nó nấu đồ ăn nó cho cô còn không ăn được. Nhưng mà cô cũng cố gắng. Bữa hôm qua cô ăn thử một tô coi nó nấu như thế nào. Ngày hôm qua nó khai trương á. Cái thứ nhất là mình ủng hộ cái ngày đầu tiên mới khai trương cho nó. Cái thứ hai là mình cũng coi thử coi nó có còn cái gì thiếu sót mà mình góp ý mình xây dựng nó để nó hoàn thiện hơn. Thì cô ăn thì cô thấy ngon, cũng ngon. So với cô thì cô thấy ngon, ngủ không biết là khẩu vị mọi người như thế nào. Nhưng cô thấy ngon. Cũng mới ăn, có thể cũng ngon đó cô. Cô ăn cũng ngon mà với nó bán cái giá thì cũng bình dân người ta có thể ăn được. Đó, thì còn với mọi người mọi khẩu vị thì sao thì cô không biết, nhưng riêng cô thì cô thấy được. Được đó, thì cô cũng cầu mong là mẹ con nó buôn bán được, làm ăn được, thì mọi người thương nó, thì hàng xóm láng giềng gì ở gần ở xa gì thương nó lại ủng hộ mẹ con nó giùm. Nói chung mà giờ mình không cho nó gì thì thôi kệ nó, mình mua giùm nó cho nó đắt một chút, nó có cái đồng lầu nó nuôi con. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhé. Đây là cái toàn cảnh mà nơi mà chị đi buôn bán đây. Ngày hôm qua mẹ con muốn chụp lại một cái tấm hình. Cô thấy cái lúc mà bà con vô ăn đông đó, cô có chụp lại cái tấm hình để cô gửi cho con. Nhưng mà nó không có cái điện thoại. Không kệ nó xấu xí gì, con cũng buông cái điện thoại đi để có mình lên mình coi và bà con người ta nói mình như thế nào á, không? Vâng. Hôm qua là khai trương là đông khách hơn. Mấy bữa nay không đi lượm ve chai con nhớ không con? Hả? Bây giờ có thích đi lượm ve chai nữa không? Không. Hôm qua rồi có ra đây phụ không? Dạ gần quá, đâu có chịu ra. Con mở hàng lại giờ qua, mẹ bán thịt nhiều lắm mà. Lại cần ra chợ thì nhất luôn, muốn ngon rồi con nuốt không mà. Không thôi, để mẹ bán đi rồi con đi lượm ve chai tiếp. Không. Không được đâu. Vậy mày nghỉ bán đi.
Ngoại cho ngoại bán đi. Ngoại bán không kêu mẹ đi lượm. Còn cái này làm thì cứ làm đi cô, không có lấy nó đồng bạc nào đâu, cứ bỏ ra nó ít vốn rồi che, rồi về che mưa che nắng rồi cứ bán, cô cũng cầu cho nó bán buôn bán được, mừng mừng cho nó. À, rồi chị My ơi, khi mà mình thực hiện được cái ước mơ của mình ấy, thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Nói chung là em thấy chị vui lắm rồi. Vâng. Coi như là hoàn thành được ước nguyện của mình, buôn bán nuôi con mấy đứa nhỏ rồi đó. Dạ. Rồi từ từ sắp tới thì mình sẽ kiếm cái gì mình kinh doanh ở đây nữa, buôn bán nước nữa. Vâng, bán thêm nước. Tính bán thêm trái cây gì không? Trái cây mình ở dưới đằng đầu đây mình bày người ta bán, mà mình bán không sợ không bán lại người ta. Vâng. Bán nước ở thùng nước, đem thùng nước có ấp lạnh ở đây mình bán cũng được. À, tại vì đôi khi là người ta ăn người ta cũng cần uống nước ấy. Mình bán kèm thêm cũng được. Rồi bữa giờ sao rồi, học hành sao rồi bé? Hả? Học được hết bài. Hết bài. Chỉ cần hết bài à. Lát nữa kêu chở đi mua sách viết nữa đây nè. Con học ba con cha, con cha trên cửa ấy mở trường. Chưa, dịch này đâu có đi học được đâu. Bây giờ học sinh còn học online mà. Học ở nhà không mà. À, thì thôi thì hôm nay thì em cũng qua thăm chị đấy, thì cũng được biết là mình mới mở cái tiệm hủ tiếu nho nhỏ này. À, thì em cũng chúc chị với lại các bé với các cô chú còn thứ nhất là có nhiều sức khỏe, còn về công việc thì sẽ gặp nhiều thuận lợi trong thời gian tới, nói chung là ngày nào cũng bán khoảng 100-200 tô là được. Mình cứ từ từ, nhiều người đã biết tới là sẽ ăn ủng hộ. Vì là thấy dọc cái đường này thì cũng ít người bán đấy, và mà mình bán với cái giá cả như thế thì con nghĩ là cũng nhiều anh chị sẽ ủng hộ đấy. Tại vì giá nó cũng mềm. Bây giờ đi ăn mà tô 40-20 ngàn thì hầu như chắc kiếm khó lắm. Không có, mà vừa có nó chả, rồi có giò nữa. Mới có 20 ngàn thôi. Rồi thì hôm bữa thì cũng có một cô là cũng nhờ em á. Tại vì coi được clip thì cô cũng có gửi cho em 1 triệu để cho chị mua sữa cho bé này kia đấy. Thì mấy bữa rồi em cũng không có qua được, không có đưa. Thế nay tiện đây thì em gửi luôn ha. Đây là 1 triệu của cô Nô. Cô Nô thì có gửi cho em để giúp cho chị đấy. Vâng. Thì nay em gửi cho chị nha. Dạ, con cũng cảm ơn cô Nô đã cho con 1 triệu để con mua sữa cho mấy đứa nhỏ ạ. Vâng. Con cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ. Trời bận đây. Cảm ơn cô đi. Cảm ơn đi. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Đã cho em con 1 triệu để mua sữa. Con cảm ơn bà đã cho em con 1 triệu để mua sữa.
À. Sao vậy? Sao cứ mỗi lúc lên hình nói là có dữ lắm run run nhỉ? Em nói nhanh chị chứ. Còn hai hai đại ca kia là ở nhà rồi hả cô? Đại ca nhà. Đó, đại ca kia là đại ca kia trung dân, đại ca kia khóc. Vâng. Rồi chú sao rồi, bữa nay có đỡ đau không? Trời ơi, cũng vậy rồi con. Vẫn cứ vậy thôi hả? Rồi. Nhưng mà bữa giờ mình có chở chú đi khám gì không? Trời ơi, đi ấy không chịu đi nữa chứ. Không chịu đi luôn. Bây giờ mà không phải có nhiều nè, rồi thấy tội chứ. Khó chịu lắm rồi, Thắng ơi. Vâng. Giờ mà nhiều ba đi lên xe hơi một phòng rồi trả vấn đề luôn. Vâng. Có hai chị với mẹ hả, có hai phụ nữ không ở không ba không? Đủ xuống, đậu xuống không? Lên xe đậu nổi, giờ cái chân đâu đi đâu có được đâu. Một lần mà bước lên xe hả là cả một vấn đề, rồi xuống xe cũng là cả một vấn đề nữa. Vâng. Thưa mọi người, thì em cũng xin phép là kết thúc cái clip này ở đây. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Và hẹn mọi người ở cái clip sau. Thì ngày hôm nay thì em cũng muốn ghi lại cái hình ảnh này để gửi tới quý vị. Chị đã chính thức là thực hiện được cái ước mơ nho nhỏ của mình, đó là bán bún riêu để có tiền để trang trải.